tình yêu, em sợ tình yêu. Vì tình yêu như là hương hoa, lỡ mai sao em mất người yêu, em khổ thật nhiều. Ngày mai trên đường phố này, những đêm khuya có anh đưa về xóm nhỏ, xa lìa ánh đèn, có anh đưa em về bên mơ. Khi chót mang duyên kiếp cầm cá, em xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời. Chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi, còn yêu em nữa thôi. Kính thưa quý vị thân mến, hôm nay Tuấn Vĩ rất vui khi được chào đón một vị khách đến từ thành phố Bến Tre. Mời quý vị gặp nhân vật chính. Chào chị ha. Chị có thể cho các cô chú biết là năm nay chị bao nhiêu tuổi và tên gì chị ha? Dạ, xin chào cô bác anh chị. Anh tên là Đoàn Thị Tuyết Mai. Năm nay em 52 tuổi. 52 à? Dạ. Năm 2 mà chị trẻ quá ha. Dạ. Dạ, rồi chị đến từ là Bến Tre. Mình đến Bến Tre nhưng mà gốc của mình là gốc ở Sài Gòn. Gốc ở Sài Gòn hả chị? Nhưng mà tại vì thẩm chú ở Bến Tre mình buôn bán trên đó đó. Vậy hả chị? Dạ, con cái nó cũng có chồng có vợ trên đó. Con cái cũng có chồng có vợ ở Bến Tre luôn. Dạ. Vậy thì chị thì có mấy đứa con? Chị thì ba đứa con. Thì có lập gia đình hết trơn rồi. Ba đứa con lập gia đình hết trơn? Có chồng có vợ hết trơn rồi. Còn có mình chị cô đơn thôi. Cô đơn. Dạ. Vậy thì hôm nay gặp Tuấn Vĩ thì muốn bày tỏ điều gì đây? Thì chị cũng đến đây rồi cũng nhờ chú Vĩ kết nối yêu thương. Coi nhà cho chị kiếm được người nào coi nhà là nửa đời quãng còn lại vậy. Sống cho nó nó vui thôi chứ. Vậy thì chị hiện tại thì công việc của chị là làm công việc gì vậy ha? Thì mình thì đi bán kẹo kéo, ca hát rong gì đó. Vậy đó hả? Dạ, coi như mình cũng bán cũng hai mấy năm rồi. Vậy là làm cái nghề này không mấy năm luôn? Dạ. Bởi vì là Tuấn Vĩ thấy á, thì khoảng 10 năm, 7 năm đổ về đây á, thì thấy cái phong trào mà hát rong, kẹo kéo này kia nó nhiều. Còn trước đây thì Tuấn Vĩ không thấy, nhưng mà thật ra là nó có lâu rồi hả chị? Có lâu rồi, hồi xưa là mình bán bằng cái thùng kẹo kia kìa. Cái thùng kẹo mà mình quay bằng cái băng á. Chứ không phải là nó bây giờ nó bằng đĩa, là mình bằng điện thoại mình nhấn qua nó dễ. Hồi xưa chị đi hát, bằng cái băng chả tới chả lui gì không à. Đó, mỗi lần mình mà hát một cái bài mà nhấn cái bài đó là lâu lắm. Bây giờ là hát cái này thì nó quá dễ rồi. Hay dễ, hồi chị phải thể hiện nha. Hồi chị thể hiện bài cho cô chú ha. Thường á thì chị đi như vậy rồi chị làm buổi ngày hay là buổi tối? Nhiều khi ban ngày mình, ví dụ mà bữa nào trời mưa gió quá thì mình đi bán ban ngày, mình bán trong chợ. Hát cho mấy người trong chợ bán thịt thằng cá đồ đó. Rồi chiều á thì mình bán trong quán nhậu. Mình chỉ ca cho mấy anh xỉn nghe không à. Chứ không có ca được sân khấu trên như ca sĩ Tuấn Vĩ. Thì dù sao thì đó cũng là một cái điều mà thực hiện đam mê. Đúng mà. Có nghĩa là mình thực hiện cái đam mê của mình. Hay nhưng mà cái nghề của mình giờ nó chú thí dụ giờ mình có gặp một người nào á thì một mình nội trợ, hai là anh ấy cho mình đi hát vậy. Còn không có thì mình ở nhà mình nội trợ. Nội trợ hát cho chồng nghe. Hát cho chồng nghe quá. Chứ còn nó mà đi làm hay là bán mình cũng dở lắm. Vậy thì thưa chị, vậy thì làm cái công việc hiện tại thì chị có thích không? Hiện tại mà đi hát kẹo kéo này hả? Dạ. Thích chứ. Thích mới làm được cái gì ha? Cái nghiệp của mình đâu có bỏ được. Vậy rồi mai mốt ví dụ như lấy chồng về thì chị có muốn là tiếp nối cái công việc này hay không? Hay là chị làm cái công việc khác? Thì nếu mà anh ấy cho mình đi bán thì mình đi bán. Còn anh ấy không cho thì mình ở nhà nội trợ cho anh ấy thôi. Nếu mà chị nội trợ chị cũng hay lắm mà. Nội trợ nói nhà cửa chồng con đồ là ok. Còn nếu mà chị sinh hoạt mà đi làm hay đi bán buôn gì á,
ngoài ra không biết, từ nhỏ lớn giờ đâu có bán nghề nào đâu. Dạ. Hồi lúc còn nhỏ thì bán bánh cuốn với cha mẹ. Rồi giờ cha mẹ chết trơn, cái nghề chị em không may bán á. Dạ. Mình nói cái nghiệp nghề cầu kéo của ông anh rể á. À. Hồi đó là siết luôn á, bán cầu kéo cao là siết luôn á. Siết thật luôn á. À, chị làm siết là ổ thuộc luôn hả? Không, chị siết có một món à. À. Nhưng mà chiếc cái sợi dây chuyền mà có cái vòng đó bỏ tẩy xuống gì là dính á. À, bây giờ còn làm được không? Được chứ, mà tự nhiên đi năm cứ quên có mang theo cái đồ nghề chứ. Không có mang đồ nghề. Thì có dịp nào ví dụ gặp chú Vĩ một lần nữa là có thể mình mang cái sợi dây chuyền, cái vòng nó xiết cho chú. Mang đồ nghề đi chị. Dạ. Ảo thuật luôn hả? Ảo thuật về vấn đề gì? Coi như hồi xưa cũng siết múa lửa đồ coi như là còn giờ cũng có một ông anh là giờ hiện tại là ông siết rắn. Coi nhà rắn mà bỏ lỗ miệng chui lỗ mũi vậy đó. Lỗ mũi chui ra cái miệng gì đó rồi phun ra lửa này kia ha. Siết lửa là luôn đó. Giờ còn có một anh thứ bảy á. Thì cái việc này thì em hỏi nó cũng hơi về vấn đề nhạy cảm và tế nhiễm chút xíu, thì chị cảm thấy trả lời được thì chị trả lời, còn nếu ví dụ như chị e ngại thì không cần trả lời. Có nghĩa là ý em muốn nói ấy, vậy cái làm cái công việc này thì cái thu nhập nó làm sao, sao chị có được ổn không? Nói chung đó là nếu mà cầu kéo này nó bán rất là lời. Như một cây cầu kéo là chị làm vốn là có 3.000, chị bán lời 7.000. Nó lời hơn giấy số nhiều. Nhưng mà mình cũng phải hát nhiều. Mình phải hát chứ mình đâu có đặt loa tự động này kia đâu chị ha. Không, thì mình hát cái cầu kéo như cái điện thoại vậy nè. Mình bắn bỏ tuốt qua mình ca vậy đó. Có khi nhiều khi mình ngồi và mình ca với người ta nhậu vậy nè. Cái mình ngồi mình ca cứ một bản, nhiều khi người ta cho 20.000 người ta không mua cầu kéo vậy đó. Cứ càng bỏ cho 20, có nhiều người cho 50 vô chừng vậy đó. Còn có đôi khi em thấy người ta cứ đọc cái gì mà trung tâm ứng dụng công nghệ hóa màu xin hân hạnh giới thiệu keo dính chuột. Cái đó là họ bán cái gì keo dính chuột, nói gì cái đó người ta đâu có hát. Nói người ta chỉ nói không à, có vỏ gì bãi vỏ gì đó. Em nghe nó đọc vậy nè, keo dính chuột không gây độc hại, không ô nhiễm môi trường. Đặc biệt keo dính chuột còn có thể tái sử dụng nhiều lần. Keo dính chuột to chuột nhỏ, cái gì chuột chù chuột cống, thậm chí chính luôn cả mèo. Bởi vì coi cái đài của chú Vĩ coi, nhiều khi chú Vĩ diễu mà mình coi mình cười luôn. Phải coi chú diễu là gì á. Rồi còn về vấn đề về hôn nhân thì sao chị? Hôn nhân này coi nhà chồng chị có mặt ba mặt con thì chết rồi. Ồ, chồng mất thì mình cũng có chấp nói một người, nhưng mà mình cũng mà anh ấy thì xỉn tối ngày. Vậy chị. Làm không có nhiều mà xỉn thì nhiều. Chắc là do chị làm mùi đồ nhậu, đồ ăn ngon quá. Chị đi bán cầu kéo còn chị có mồi nhậu đâu. Vậy chị. Người ấy nhỏ hơn chị thấy con giáp luôn mà. Nhỏ hơn con giáp. Dạ. Vậy thì chấp nối vậy thôi chứ có danh tính. Dạ không, chấp nối mà không có giấy tờ gì. Không có giấy tờ gì. Vậy thì bây giờ thì chị hôm nay gặp em thì cái nội dung là chị muốn... Coi như là chị lên đây là chị giờ chị không có còn ở với ai hết. Chồng chị cũng chết rồi. Nếu mà chú Vĩ muốn lấy cái giấy độc thân, chị cũng vẫn về đi lấy giấy độc thân. Tại vì không cần đâu, đại khái là em hỏi vậy thôi chứ, bởi vì nó như này thật ra cái mạng đó chị là cái đó là nó lên tất cả rồi, bởi vì ở cái chỗ chị có thực lòng thì chị mới tới đây. Đúng chứ rồi. Còn ở chị khi mà cái này phát sóng rồi ở hàng xóm chị biết bao nhiêu người ta đúng xem rồi, đúng rồi. Đó thì người ta nếu ví dụ như mình không trung thực thì mình đâu có dám lên đây. Rồi hàng xóm người ta phản hồi lại cho em, nói trời ơi chị đó đang còn sống với ông này anh ơi này kia, ví dụ như vậy thì mình đâu có dám lên. Đúng rồi. Nên điều đó là không có sợ, em không cần chứng minh cái đó. Mà hơn nữa đó, thật ra nếu ví dụ như chị mà nói không trung thực thì cái điều là có hại là có hại cho chị thôi. Đúng rồi, từ nãy này đăng lên mạng mà. Có hại cho chị thôi, bởi vì đối với em á, là em là cái người ghi nhận, chứ đúng em rồi. Không phải là cái người nói, cho nên là em không có đáng sợ gì đúng cái rồi, điều đó. Đúng rồi, đúng và hơn nữa là nếu chị mà nói không đúng thì là có hại là hại cho chị thôi. Đúng rồi. Dạ. Nói chung với lại chị cũng đi bán cái kế này cũng đây đó đó. Với lại mướn nhà nó không có mà phải chết chỗ. Dạ.
nó năm cũng ở biết nhiêu nhà nữa. Tại vì mình bán cầu kéo nhiều khi mình mướn nhà ở đây mà mình đi bán nó xa quá, nhiều khi mình đi về nó cũng xa. Ví dụ gì đó. Ví dụ mình bán xe đép, mình mướn nhà xe đép, nhưng mình muốn ở bán Cần Thơ thì mướn nhà Cần Thơ cũng vậy đó. Rồi hôm nay đó thì chị gặp em thì chị muốn bày tỏ là chị muốn kiếm một ý trung nhân như thế nào? Thì nói chung là chị cũng bình dân thôi. Chị kiếm người nào coi như là... Xin lỗi. Dạ, chị cứ nghe đi. Chị cần thì chị nghe. Đang nói chuyện với chú Vĩ nè. Thôi à. Đứa con á. Nói mẹ lên đài mẹ nói chuyện chú Vĩ, mẹ gọi... Gọi về con để con bật lên con coi nha. Vậy đó. Ủa vậy mình bật lên coi vậy có trực tiếp luôn không chú Vĩ? Dạ không, bữa dạ, vậy hả? Vài ngày nữa em mới phát lên chị. À, trước đó cũng có một số người quay đó chị. Thì em sẽ phát những cái người mà người ta quay trước đó, người ta đăng ký trước đó. Dạ. Đó coi như là chị cũng không có đòi hỏi gì hơn là kiếm anh nào là có hiền, ít có nhậu mà lo làm ăn, giờ mừng hồ hay bán giấy số hay làm cái gì cũng được. Miễn người ta lo làm ăn mà đàng hoàng cái hiền được rồi. Không có nhậu nhẹt được. Chị có nghĩ là một mai đây lấy một cái người nào đó ví dụ như là về đó xong rồi chị người ta muốn theo cái nghề nghề của chị cũng muốn đi theo rồi bán kẹo kéo rồi ca hát rồi siết rồi này kia đó, chị thấy nếu ví dụ như ảnh muốn thì chị có đồng ý không? Đồng ý chứ. Trời ơi, mình mà được chồng mình mới theo ý nguyện mình mình mừng thấy màu. Đúng không? Sợ khi mình đi hát về có nhiều người ta không chịu mình nữa chứ. Dạ, chỉ cho anh hát. Kiểu mình hát đường rong người ta không chịu. Dạ. Thôi bây giờ em cũng hơi nóng lòng chút. Em hơi nóng lòng chút là muốn được thưởng thức cái lời ca của chị đó. Chị có thể làm bài chơi ha. Rồi giờ chị chung giờ chị đến đây là hát hay không cũng không bằng ai hát. Chị cũng giúp vua cô bác anh chị với lại chú Tuấn Vĩ qua bài hát được mang tên Giả Từ. Giả Từ ha. Tuổi đời chân đơn côi. Đúng rồi, ha. Đúng rồi. Rồi của bài này thì là theo em nhớ không lầm thì là của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng. Nhưng mà chị ca tông nữ chứ. Dạ, thì đúng rồi, nữ ca tông nữ chứ. Dạ. Về chị hát ha. Dạ. Tuổi đời chân đơn côi gót mòn đại lộ buông. Đèn đêm bóng mờ nhạt nhòa, hồn lẫn tâm tư đi vào dị vãng, đường tình không chung lối mà nỗi tiếc cho nhau. Ngày nào tay trong tay lối về cũng hẹn hò, dù em giấc mộng vừa tròn tình thắm môi hồng. Đêm dài lũ luyến nghẹn ngào trong thương nhớ, ngày mai em bước theo chồng. Em san ngăn rồi chôn kỷ niệm vào quên lãng, hôn lên tóc mềm lệ sâu thấm ướt đôi mi. Xin em một lần cho ước nguyện tình yêu cuối, thương nhau không thành thôi giá từ đi anh ơi. Người về lên xe hoa kỷ niệm buồn vào hôn, bờ môi thân hằng nụ cười giây phút bên nhau nay còn đâu nữa. Người về trong thương nhớ, người đi nhớ thương người. Cái bài này nó lâu lắm rồi mà hát lại vẫn còn hay. Nói chung là chị cũng tới ngày mùa dịch thì bỏ ca mấy tháng trời vậy đó. Mùa dịch thì mình không có tiếp bước, không có bán tự quán nhậu, người ta đâu có cho ca hát. Người ta không có cho đến ca hát này kia hết chị. Thôi giờ ca chú Vĩ bản đi. Em kỳ này ấy ca lắm kiếp, ca kiếp cầm ca đi. Tình đời kiếp cầm ca đó. Em kỳ này em nhạc mũi dữ lắm luôn á. Nhạc mũi đâu, chú Vĩ nói vẫn còn ngon lành mà. Để thử cái ha. Ấy kiếp cầm ca như vậy là chị vô ca trước á. Ok. Mà chú Vĩ ca sao á. Dạ, ok. Dạ. Giờ chú chị Vĩ... Vô dạ, giờ để... Nam song đôi với... song ca với... Tuyết Mai song ca với lại Tuấn Vĩ. Dạ, kính mong cô bác anh chị nghe được qua khúc được mang tên Kiếp Cầm Ca. Ok.
Khi biết em mang kiếp cầm cờ, đêm đi phòng trà xuống tiếng ác cho mọi người, bỏ tiền mua vui, hỏi sang anh ơi, có yêu em nữa thôi. Đừng nói nữa em ơi, xin đừng nói nữa làm gì. Anh nghĩ rằng đời người ca sĩ đang thương và đáng được yêu. Tình yêu em sợ tình yêu, vì tình yêu như là hương hoa. Lỡ mai sao em mất người yêu, em khổ thật nhiều. Ngày mai trên đường phố này, những đêm khuya có anh đưa về xóm nhỏ, xa lìa ánh đèn, có anh đưa em về bên mơ. Khi chót mang duyên kiếp cầm cờ, em xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời. Chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi, còn yêu em nữa thôi. Đời vẫn thế em ơi, xin đừng nhắc đến tình đời. Anh nghĩ rằng dù đời gian dối, nhưng đôi ta mãi còn nhau. Đời vẫn thế em ơi, xin đừng nhắc đến tình đời. Anh nghĩ biết rằng đời là gian dối, nhưng đôi ta mãi còn nhau. Em kỳ này bị bệnh. Chị mấy này khăn tiếng nè. Em bệnh từ hôm tới giờ đó. Nhưng mà thôi kệ đó. Chú Vĩ thấy cao hơi gè gè thấy không anh? Dạ, em bị khàn dữ lắm. Nhưng mà thôi cho nó vui mà, văn nghệ cho nó vui vậy ha. Dạ. Vậy thì sau khi gặp em xong rồi chị lại đón xe trở về lại ở bên Bến Tre ha chị ha? Dạ đúng rồi. À, chị đi từ Bến Tre về đây thì chị đi mất mấy chặng lận chị? Tới có hai chuyến xe, nhưng mà tự nhiên mình đi xe ôm á. Dạ. Tự nhiên mình đi từ từ Bến Tre xong qua tới Đình Khao. Dạ. Đình Khao xong xuôi cái mình đi xe ôm. Dạ. Đi xe ôm qua Vĩnh Long. À, đi đường Đình Khao hả chị? Vâng. À. Cái mình đi Vĩnh Long xong cái mình đón xe buýt đi đi qua đây. Dạ. Đó là đi. Thì đi hai chuyến xe buýt với lại chuyến xe ôm. Dạ, cho nên là thưa quý vị thấy đó là cái người đó mà đã có thành ý và quyết tâm thì dù có xa xôi hay là có nó cách trở như thế nào thì vẫn cứ quyết tâm để mà đi đến cho bằng được. Còn cái người mà chưa đủ quyết tâm á, thì là chưa trải qua được cái thử thách đầu tiên. Chị biết không? Dạ, đúng rồi. Thật ra thì em cũng không có ép mọi người phải theo ý mình, mà miễn là khi đến với nhau, làm việc với nhau thì là phù hợp với chương trình. Dạ đúng rồi. Phải tuân thủ theo cái chương trình. Bởi vì ở cái chỗ là cũng có nhiều anh chị ở nhà có xin số điện thoại của một số nhân vật mà mình quay, nhưng mà thật sự là xin số điện thoại sợ e ngại làm phiền cho cái nhân vật đó. Bởi vì chính bản thân họ, họ cũng có biết cái người gọi là ai đâu. Đúng biết rồi. Mặt mũi ra làm sao mà biết trình bày, rồi họ trình bày có chân tình hay không, hay là chỉ là vui vui thì gọi, rồi không được, được không được thôi. Ví dụ dạ, vậy. Giống như lỡ được không được thôi. Dạ. Thì thành ra là cái chưa đủ thành ý. Và Tuấn Vĩ làm thì Tuấn Vĩ làm theo cái cách thức của mình, và phải nghiêm túc tuân thủ theo cách của mình thì chấp hành thì cộng tác. Còn nếu ví dụ như mà cảm thấy nó không phù hợp thì cũng không sao. Tuấn Vĩ cái điều đó thì thật sự đôi bên mà vui vẻ với nhau. Hình như điện thoại của chị không có cái tin nhắn của bạn thì nói chung là thuận tình với nhau và đôi bên vui vẻ thì cộng tác. Và Vĩ thì cũng không có gì ngoài nhằm mục đích là để kết nối cho đôi bên. Dạ đúng rồi. Coi nhà chị cũng muốn lên đây là cũng nhờ chú Vĩ kết nối xe duyên, coi như là để có cái máy ấm gia đình. Dạ. Coi nhà nửa đời vẫn còn lại gì đó. Dạ. Cái tuổi thì chị có e ngại vấn đề tuổi tác hay là ví dụ như Tý Sửu dần Mão này kia gì không? Chị có chọn không. Tuổi gì không? Mình chỉ kiểu là hợp ý rồi chứ không cần tuổi. Con khi gì tuổi này hợp. Kia ha? Tuổi con gì này kia là chị không cần. Con gì cũng được. Con voi. Tuổi voi. Con do cũng đỡ. Coi nhà tuổi tác thì nhiều khi
nhỏ hơn mấy tuổi cũng được, hay lớn hay cũng được. Không thua là mình có hợp ý là coi nhà mình đến với nhau thôi. Dạ. Còn cái vấn đề sinh sống, ví dụ như là khi chị mà theo chồng đến một vùng đất mới nào đó thì chị có e ngại hay là có sẵn sàng để theo chồng không? Không, nói chung là chị không có e ngại gì, tự vì con chị cũng lớn trơn rồi. Mà nó cũng có gia đình hết trơn rồi. Dạ. Đó, giờ chị chỉ tìm cái gia đình của chị thôi. Dạ, chứ còn mấy cháu thì nó có gia đình hạnh phúc trơn rồi. Dạ. Đó, vậy đó. Dạ. Chứ còn chị chưa có hạnh phúc thôi. Dạ. Nói chung bây giờ là thuộc là tự do rồi chị ha. Dạ đúng rồi, tự do rồi. Là gọi là giống như kiểu là không có vướng bận cái gì nữa. Như thí dụ giờ mà chị nuôi con chị lớn đi, chị cũng không mong gì nó nuôi lại chị nữa. Dạ. Chứ nó nuôi khi cũng còn dâu rồi còn rể nữa, cũng phiền phức con cái, cũng tội nghiệp nó vậy. Dạ. Nếu mà thí dụ mà chị nói ước nguyện của chị, thí dụ mà chị không có lập gia đình á. Dạ. Chị đi hát cái này, hát cái này mà hát không nổi thì chị đi bán vé số. Dạ. Mà bán vé số chị đi không nổi là chị đi vô địa mồ côi luôn. Chứ chị không có để đứa con nào chị nuôi á. Dạ. Chị đi vô địa mồ côi lắm lúc kia á, cũng có bạn già. Dạ. Cũng có bạn già, nói chung ăn cũng có giờ có giấc. Dạ. Là con vậy nó khỏe hơn, chứ nhiều khi mình về mình làm phiền con cái. Chị thấy lên mạng cũng rất là nhiều. Dạ. Bởi vì mình muốn giữ hạnh phúc cho con mình là mình không muốn làm phiền. Dạ. Ước nguyện của chị vậy đó. Chứ ai cũng muốn là ước nguyện mình nuôi con mình lớn, đứa con mình nuôi. Dạ. Nhưng mà đâu phải ai ước được đâu chú Vĩ. Dạ, đúng rồi. Đâu có ai cũng được theo như cái mong muốn của mình. Đúng rồi. Dạ. Chứ mình đâu có muốn mình đi vô viện ngũ lão đâu, nhà nước nuôi đâu. Dạ. Nhưng mà mình tự hy sinh đời mình. Mình không muốn làm phiền con cái mình. Dạ. Vậy đó. Dạ. Thì biết đâu được thì qua cái chương trình này là chỉ gặp được một cái ý trung nhân, rồi vợ chồng về sống với nhau vui vẻ. Thì chị cũng mong có phước được gặp một anh chàng nào, ví dụ giờ mình cũng đòi hỏi gì, giàu nghèo không cần vấn đề, miễn anh ta biết lo làm ăn là mình cũng nội trợ nhà vậy đó. Yeah. Hay muốn đi hát mình cũng đi hát vậy. Yeah. À, vậy. Yeah. Ở nhà làm đồ nhậu, chồng về ăn nhậu. Trời, về thấy chán là đồ nhậu lắm mày. Thí dụ mình nói cấm tay nhậu cũng không được. Yeah. Thí dụ rảnh đi làm về anh nhậu ít. Yeah. Thì xong mình nhậu ngủ cũng không nói. Chứ nhiều khi đàn ông cũng phải không có môn này cũng phải có môn nọ. Yeah. Chứ sao không có được. Yeah. Hiếm có người nào mà không có cuộc có hết mà, được chứ. Cuộc sống cũng phải có cái đam mê. Đúng đam rồi. Đam mê này, đam mê kia. Đúng, đam mê này mới nọ. Miễn là đừng có quá là được rồi. Ví dụ chẳng hạn như đam mê cờ bạc hoặc đam mê đá gà, đam mê cá độ này kia thì cái đó là nó không. Như thí dụ giờ chị, nhiều khi chị đi bán hát gì chị cũng tủi lắm. Yeah. Có nhiều người á, người ta mua kẹo, người ta bắt mình hát hoài, cái mình đi cái họ chửi mình. Cái còn có nhiều người á, họ không thích nghe, họ kêu mình biến đi, điếc lô tai. Bởi nhiều khi bán cái nghề lắm, nó cũng tủi lắm chú Vĩ. Nghề nào cũng có cái bất trắc của nó. Cũng tủi lắm. Giờ đi làm gì cũng vậy, xí nghiệp hay làm đâu cũng vậy, nhiều khi cũng lắm lúc cũng bị chửi, bị đuổi, bị la vậy á. Chứ phải giờ dễ kiếm bằng tiền nữa chú Vĩ. Cũng khó khăn. Nhưng chị mà thí dụ có dịp nào gặp chú Vĩ lần thứ hai, chị sẽ làm kèo kéo, chị tặng cho chú con chú Vĩ. Kèo kéo đặc biệt phải ngon, phải đặc biệt thì ngon à. Vậy thì chị Mai có chắc là thuộc nhiều bài hát lắm ha? Thuộc nhiều lắm mà, tự nay nãy giờ mình ca nó khăn tiếng á. Dạ. Không, ý em ở đây là không phải là kêu chị Mai hát, mà ý em hỏi về cái vấn đề nghề nghiệp thôi, chắc thuộc nhiều ha? Dạ đúng rồi. Nhiều bài hát. Nhưng mà mình đi ca mình cũng có nhiều người ca dòm trong tivi này, trong điện thoại này, mình dòm vô nó kỳ lắm. Chẳng là mình ở nhà, chị nhà chị ca, chị phải dợt cái bản nào á, mà coi như là cho nó thuộc, nó nhờn là mình mới đi hát. Chứ không phải là mình cứ coi trong cái điện thoại này, mình chăm chú coi nó không được tự nhiên. Chị Mai có biết hát nhạc chế không? Không. Đi ca mình đi hát nhạc chế công an đâu cho ca. Ca nhạc chế nhiều khi mấy khách nó ca nhạc chế, trời anh ơi đừng ca nhạc chế nơi. Ngồi cái công an phường tới bắt em hốt thùng em về luôn nè.
Đường tương trao tạo hữu dưa leo, đó cao với nhật chế đó, gì thì được phải thầy chùa đó. Như thí dụ chú Vĩ ca chế gì được, có nhiều người ca coi như là gì ca dù tù tội gì tùm lum tùm la không có được. Cái đó không được đó. Nói chung là ghẹo chút cho nó vui vậy thì thôi đó. Chứ còn nói hát mà hát theo cái kiểu mà phản cảm thì không nên. Thì đó giống như cái bản giả từ á, mình chế ra cầm lum cái bữa tôi chị thất nhạc luôn, không kiếm cho ca luôn. Nhưng mà giờ cái tùng cô kéo mấy bữa cái nó tới tuổi là hát nó cũng không có hay. Nó rè nếu chị. Đúng rồi, nếu mà mình hát hay là cái thùng mình khoảng chục triệu đổ lên đó. Là nó mới hay. Thí dụ cái mình ca cái giọng mình nó cũng nhẹ nhẹ lên chút nữa. Ok chị, thì bây giờ vậy thì chị em mình trò chuyện nãy giờ thì cái thời lượng nó cũng vừa đủ. Nên là chị có muốn bày tỏ gì thêm về bản thân mình á, thì cho thêm vài phút để chị bày tỏ thêm về bản thân. Còn nếu chị thấy rằng là thì nó cũng vừa đủ rồi á, thì chị có gửi lời chúc tới cho cô chú trong cái video clip này nhân dịp đầu năm mới. Dạ coi như là đầu năm mới cũng chúc cô bác anh chị coi như là sang năm coi là mang phát đạt, tiền vô như nước, coi sức khỏe dồi dào, coi như là chị đến đây coi như là nãy giờ trò chuyện với chú Vĩ á, như đó cũng đủ rồi. Tại vì mình cũng nói như đó là ý nguyện của mình cũng như đó thôi. Cái nội dung chính là mình cũng bày tỏ rồi chị ha. Còn xoay quanh cuộc sống thì nó cũng rất là nhiều khía cạnh. Đúng để rồi, mình nhiều tới. Lắm sao mình bày tỏ được. Thì giờ mình chỉ muốn lên kết nối chuyện coi nhà mình muốn ý anh nào vậy thì mình nói vậy thôi. Chứ ngoài ra mình không nói thêm nữa. Rồi chúc cho chị sang năm mới thì coi như cũng kiếm được ý trung nhân theo như cái sự mong muốn của mình. Rồi nếu có tin vui thì em sẽ báo cho chị ha. Vậy thôi, vậy cảm ơn chú Vĩ cũng có nhiệt tình coi nhà là với chị vậy. Kết nối xe duyên cho mỗi người để không có còn cô đơn. Ok chứ chị. Chứ đời này cũng phải con chim nó cũng phải có tổ, có mấy ấm này nọ, con người cũng vậy. Đúng rồi. Nói chung là một mình lẻ loi vậy thì cũng... Nó cũng buồn. Con cái mình ví dụ nó có qua thăm chút nó về chứ nó cũng đâu ở với mình hoài được. Ok chị, em cũng nắm được rồi. Vậy bây giờ thì thưa các cô chú và các anh chị thân mến, chúng ta cũng vừa nghe qua cái sự bày tỏ của chị Mai đến từ Bến Tre. Thì nay chị Mai tìm đến Tuấn Vĩ là muốn để kết nối yêu thương, tìm một nửa còn lại của mình và tìm ý trung nhân. Thì ai là người mà có cảm mến với chị Mai, muốn được làm bạn với chị Mai, thì quý vị liên hệ với Tuấn Vĩ để Tuấn Vĩ kết nối cho đôi bên, để đôi bên có cơ hội là tìm hiểu nhau. Thì xin thưa quý vị, đây là thành phố Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp quý vị. Nên là nếu có ai mà có nhu cầu muốn đăng ký kết nối yêu thương thì phải gặp Tuấn Vĩ trực tiếp. Gặp trực tiếp mới được nha quý vị nha. Bởi vì trong thời gian qua Tuấn Vĩ tốn khá nhiều thời gian để trả lời cho cô chú anh chị, là nhiều cô chú anh chị cứ hỏi là làm việc qua điện thoại rồi qua FaceTime rồi qua Zalo có được không. Thì thật sự là đối với Tuấn Vĩ thì Tuấn Vĩ thấy đó là chưa có thiết thực, và Tuấn Vĩ phải trực tiếp phỏng vấn, trực tiếp gặp gỡ thì nó mới thiết thực được. Nên là nếu ai có nhu cầu thì liên hệ với Tuấn Vĩ và gặp tại thành phố Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp để chúng ta được kết nối với nhau. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và xin được chào tạm biệt quý vị. Cuối video cũng như thường lệ, mong quý vị đừng quên là đăng ký kênh cho Tuấn Vĩ để xem những video mới. Rồi chào chị Mai ha. Yeah, chúng ta chào tạm biệt nhau ha. Rồi bye bye chị.